Và đây là một cái kết quả mà khi mà em đã điều trị cho khách hàng, chính khách hàng của mình. Và những gì mà em đưa hình ảnh đến đây là những hình ảnh thật sự. Và chính người khách hàng này sẽ là cái phần mô bụng mà mọi người vừa được nhìn thấy đấy ạ. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để mổ một tràng vũ ra thật lớn để đón đúng không ạ? Em chuẩn bị tụt quần rồi đấy. 1, 2, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Chị đứng ở giữa cho đẹp. Eo ơi, người ta cởi cả quần ra cho mình xem mà mình vỗ tay liệt đẹp dã man. Người ta đang hy sinh với các chị đây, các chị phải vỗ nó to lên. Để em thẩm ra nào. Cũng được đấy. Nhưng mà nhìn chị này quen đấy nhở. Bạn này là đại lý à? À, sao? Xong một cái tầng nào toàn người khi mà được em làm xong thích quá, mê em quá và làm học trò của em luôn. Và xong bị em dụ vào Bạch Linh luôn. Rồi ạ, bao nhiêu trong số các anh chị muốn chữa cho khách hàng, sau đó người ta mê mình quá, người ta làm học trò của mình luôn hả? Hay quá. Anh trai có thể zoom cái bụng này lên một tí nữa để cho mọi người ở dưới có thể cùng xem được không ạ? Zoom một téo, tèo tèo thôi, đừng có zoom sát cái quần này, nó hơi ấy. Không sao đâu, toàn phụ nữ thôi, chả sao cả, mình hy sinh vì nghệ thuật. Đi ra biển còn cởi được, ở đây đúng làm rồi. Sao đâu mà. Và đây là một cái mà sự tự tin của chị đấy. Chị đấy đã từng ly hôn chồng chỉ vì mình thiếu tự tin. Đây là một nỗi đau cực kỳ lớn mà mỗi khi em nhắc lại thì em cảm giác là nó cực kỳ xúc động. Và chồng bỏ hay là chị bỏ chồng? Chồng bỏ hay chị bỏ chồng, trả lời nào? Chồng bỏ hay là bỏ chồng? Em bỏ chồng. Em bỏ chồng. Vì sao em bỏ chồng? Ví dụ vì sao bỏ chồng? Hơi riêng tư thì vì sao bỏ chồng? Ở trong này không ai biết. Không ai biết đâu, nói nó nhỏ ấy. Thì vì là liên tục dọa giết người nhà em. Hay quá. Chúc mừng bạn đấy vì đã thoát khỏi một người chồng vô cùng muốn giết người. Hay quá, chúc mừng bạn vì là khi mà bạn quyết định bỏ một người chồng mà người đó liên tục dọa giết người nhà bạn, mình không biết lý do là gì. Nhưng mà dù sao, một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, đúng không anh chị? Chúc mừng bạn đấy nào. Bạn muốn chia sẻ gì về ca dặn của bạn, quên người chồng mới đi? Vâng, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chúc đến lời chào đến tất cả đến Bô Duyên và tất cả các anh các chị có trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyệt. Trước kia thì em có làm về bên đông y dưỡng sinh. Và em chỉ theo chủ nghĩa tự nhiên thôi, thích cái vẻ đẹp tự nhiên. Và khác với mọi người là không tí đi tìm những cái mà những cái phương pháp hay là những cái mà công nghệ cao, các mỹ phẩm ở các nước ngoài. Mà em chỉ thích theo cái tự nhiên. Và có tìm hiểu của Nhung, em hiểu nguyên lý của đông y dưỡng sinh đấy là điều trị từ gốc ra ấy, nên là nó sẽ rất là, nó không để cái độ tái lại thì sẽ tỷ lệ rất là thấp. Và em có quen biết Nhung là về em về đấy làm tóc nhà Nhung, và sau đấy thì có tìm hiểu Nhung làm về điều trị mụn nám tàn nhang, và trước mặt em cũng có rất là nhiều mụn và thâm. Đầu tiên thì em có điều trị về mụn và thấy hiệu quả rất là nhanh. Thì trong vòng một tháng thôi là da mặt em rất là đẹp. Và tiếp theo đấy thì em đã được Nhung điều trị cho vùng dạn ở bụng. Đây là em chỉ mới một lần sau sinh thôi. Và cái vết dạn của em thì nó rất là, da của em nó mỏng nên là cái vết dạn nhìn thấy cả mạch máu. Ở đây thì em không biết là mọi người, những các chị bị dạn ấy
thì có thấy mặc cảm và tự ti về cái vết dạn của mình hay không. Nhưng mà đối với em thì đấy nó cũng là một nỗi đau rất là lớn. Và cái vết dạn của em nó nứt dạn. Đến nhìn thấy mạch máu đấy thì cái trong... trong cuộc hôn nhân của em thì nó y như cái vết dạn đấy. Và thật lớn rồi các anh chị ơi. Vâng, em thì bây giờ thì em cũng đã mê Bạch Linh quá. Mê Bạch Linh quá. Nên là em đã tham gia vào Bạch Linh. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bốt Duyên đã tạo ra một sản phẩm gọi là thần thánh để có thể là mang lại trở lại được hạnh phúc và sự xinh đẹp tự tin cho rất là nhiều người, hàng triệu người ở ngoài kia, và trong đó cũng người nhỏ nhoi cũng là em. Và cũng cảm ơn người thứ hai này, em cảm ơn đấy là bạn chị Nhung đây đã đưa em biết đến Bạch Linh và giúp em lấy lại được sự tự tin. Và em đã được hạnh phúc, tự tin hơn, xinh đẹp hơn. Thì em cũng rất là mong muốn là em có thể được mang lại sự xinh đẹp, tự tin, hạnh phúc cho nhiều người khác nữa. Và em bây giờ em rất là hạnh phúc khi có thể bỏ qua mặc cảm của mình để đến với một cuộc sống và hạnh phúc mới. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.